năm giãn vàng thứ nhất, trời nổi cơn cuồng phong, dân đen bị vùi dưới lớp bùn muôn trượng. Năm nay được xem là năm đầu tiên dưới triều đại của Tô Lâm. Khi ông sau khi lên ngôi chưa lâu thì cuồng phong đã nổi lên dữ dội. Cơn bão Yagi được xem là một cơn cuồng phong trăm năm có một, đổ vào ngay thủ đô Hà Nội. Bão Yagi đi qua, tiếp đến là những cơn hồng thủy tràn về, đặc biệt thiệt hại nặng nề nhất là khu vực miền núi phía Bắc, nơi chịu ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão. Vào ngày 10 tháng 9, một trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã vùi lấp hoàn toàn thôn làng nổ. Tính đến 19 giờ cùng ngày, có 15 người chết và 105 người mất tích. Tối ngày 10 tháng 9, chính quyền huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũng xác nhận với báo chí rằng trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ sạt lở, gây sập nhà điều hành nhà máy thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, khiến 5 người mất tích. Nguyên nhân được xác định là do sạt lở đất. Trước đó một ngày, tại Cao Bằng, một xe khách, một ô tô con và 4-5 xe máy cũng bị vùi lấp, bị nước cuốn trôi, khiến 7 người chết và khoảng 8 người mất tích. Ở đồng bằng, cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ đã bị sập, kéo theo nhiều ô tô, xe máy bị rơi xuống dòng nước dữ, khiến cho nhiều người mất tích. Nước sông Hồng dâng cao sát mặt cầu Trương Dương cũng khiến cho Hà Nội có nguy cơ vỡ đê, ngập lụt lớn. Ngay thì kinh thành của người dân cũng khốn đốn vì thiên tai. Có thể nói năm Tô Lâm thứ nhất, tai họa ập đến dồn dập và khủng khiếp với miền Bắc, cùng với thiên tai là nhân họa, khiến mức độ của thảm họa trầm trọng hơn. Tình trạng lũ quét, lở đất hôm nay có thể nói là do phá rừng lấy gỗ, đào núi, xẻ đồi, lấy đất đá làm đường, bê tông hóa, cắt mất chân các vùng cao để gây ra sự tàn phá này là do sự ngu dốt trong nhận thức, năng lực quản lý yếu kém và sự tham lam vô độ của quan chức Đảng Cộng sản. Ở đất nước này, chính quyền dám chi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ để xây dựng các cổng chào, tượng đài khắp nơi. Tuy nhiên, phương tiện ứng cứu thảm họa như cano, xuồng, trực thăng thì không thấy. Dân phải lên mạng cầu cứu thảm thiết, trong khi chỉ có dân tự cứu dân, chứ không hề thấy chính quyền xuất hiện. Dưới sự cai trị của Đảng, từ nhiều năm qua đã diễn ra nạn phá rừng, phá núi và những công trình kém chất lượng. Đây chính là những tai họa do Đảng âm thầm tạo ra. Đến khi thiên tai xuất hiện thì những nhân họa này cũng bùng bét, khiến mất mát của người dân tăng lên gấp bội. Trong cơn khốn cùng, người dân tuyệt vọng phải cầu cứu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, quan chức chính quyền vẫn tỏ ra vô tâm và vô trách nhiệm trước sự mất mát của người dân. Vào ngày 10 tháng 9, ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã lên báo phủ nhận rằng thông tin người dân lên mạng xã hội cầu cứu do mưa lũ là không chính xác. Là một quan đầu tỉnh, trước lời kêu cứu của dân, lẽ ra ông phải nhanh tay ứng cứu. Trách nhiệm của ông là phải chỉ đạo các lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh để kịp thời giúp dân. Tuy nhiên, ông quan này lại làm ngược lại một cách rất cộng sản. Với bộ máy tuyên truyền khổng lồ, ông Bí thư Thái Nguyên đã phủ nhận những lời kêu cứu ấy. Có lẽ vì sợ những hình ảnh thê thảm của dân sẽ bôi xấu đảng của ông nên ông phủ nhận, mặc cho những tiếng kêu gào ấy vang trong vô vọng. Năm nào cũng thế, khi thiên tai ập đến vẫn là dân giúp dân. Ngay cả người đứng đầu chính phủ cũng kêu gọi dân giúp dân, mà lẽ ra vai trò thủ tướng, ông Phạm Minh Chính phải đề xuất mua sắm thiết bị cứu hộ cứu nạn và thành lập những đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp để mà ứng phó kịp thời. Nhưng ông đã không làm việc đó, làm thủ tướng mà đợi thiên tai xảy ra rồi mới lên báo kêu gọi người dân đóng góp thì ai mà làm chẳng được. Những lãnh đạo như ông Chính cũng là nhân họa với người dân. Ngoài ông Chính còn rất nhiều người khác cũng đã và đang đem lại tai họa cho người dân mỗi ngày. Quý vị các bạn theo dõi bản tin năm giáp vàng thứ nhất, trời nổi cuồng phong, dân đen bị vùi dập dưới lớp bùn muôn trượng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Lâm vừa lên ngôi, báo tố tai họa ập đến với dân đen. Theo quan niệm thời xưa, khi một hoàng đế vừa lên ngôi mà thiên tai liền ập đến là điểm báo chẳng lành. Ngày nay, dù quan niệm ấy bị xem là mê tín, nhưng vẫn tồn tại trong dân gian.
Có thể nói vùng bão lũ thường xuyên là giải đất hẹp miền Trung. Tuy nhiên lần này miền Bắc và Hà Nội lại phải gánh chịu một cơn bão mạnh khủng khiếp hàng thế kỷ mới xuất hiện một lần. Điều đáng nói là Hà Nội lại nằm trên đường đi của tâm bão. Cũng như bao nhiêu trận thiên tai khác, dân đen là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Còn quan chức, dù chỉ là quan chức cấp phường, thì cũng không hề hấn gì. Họ có nhà, có biệt phủ, kiên cố, có tiền bạc thừa thãi, nên hầu hết sẽ miễn nhiễm với những tai họa đến như vậy. Thiên tai ập đến là điều chẳng ai mong muốn cả. Dù ở đâu, thiên tai cũng gây ra những mất mát khó bù đắp. Tuy nhiên, không chỉ những thiên họa do thiên tai, ở Việt Nam thiên tai lại phơi bày ra bao nhiêu nhân họa do đảng lén lút thực hiện mà dân không hề hay biết. Sau bão, hàng loạt cây xanh đổ ngã, trong đó có rất nhiều cây sau khi đổ đã lộ ra những gốc cây bị bó. Đây là những cây do công ty cây xanh của chính quyền trồng bằng nguồn tiền thuế của nhân dân. Trong quá trình vận chuyển cây đến nơi trồng, gốc cây thường được bọc bằng ni lông để giữ đất cho dễ. Tuy nhiên, trước khi trồng, công nhân phải tháo bọc ni lông ra để dễ cây phát triển. Thế nhưng, vì vô trách nhiệm và cũng không loại trừ có âm mưu bẩn, mà công ty cây xanh để nguyên bọc ni lông và cho xuống trồng, kết quả khi bão đến, cây bị đổ gốc, trơ ra bộ rễ, bị bó cứng. Có ý kiến cho rằng không hẳn công ty cây xanh vô trách nhiệm mà họ có tính toán riêng. Với cách trồng cây như thế thì cây có tỷ lệ chết rất cao, nên dễ xin thêm dự án để trồng lại. Đây cũng là ý kiến đáng được quan tâm, bởi lâu nay việc vẽ ra dự án để xà xẻo tiền từ nhân dân là nghề của các quan chức đảng này. Thảm họa thứ nhì là vụ sập cây cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ. Cây cầu này bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông. Cây cầu này có kết cấu thép tương tự cây cầu Long Biên cũng bắc qua sông Hồng, tuy nhiên hai cây cầu này xây cách nhau đến 98 năm. Ấy vậy mà cây cầu xây sau lại sụp đổ. Đây là trường hợp báo động về chất lượng công trình. Trên đất nước này có bao nhiêu công trình kém chất lượng như thế mà người dân vẫn phải sử dụng hàng ngày? Không ai có thể thống kê cho hết được. Và đương nhiên là sinh mạng nhân dân cũng treo lơ lửng. Những ngày qua mạng xã hội phê phán rất nhiều về nhân họa trong hai trường hợp trên. Tuy nhiên, trên mặt báo, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu đe dọa buộc dân không được lên tiếng. Mới đây, trang thông tin chính phủ đưa tin sẽ xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức đưa tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống bão lũ. Lâu nay, chính quyền hay xử lý cái gọi là thông tin xấu độc theo tiêu chuẩn Đảng là chân lý. Vì vậy, bất kỳ ai dám nói lên sự thật mà Đảng không thích sẽ bị chụp mũ đưa tin sai sự thật. Cho nên tiêu chuẩn của cái gọi là thông tin chính xác hay không phụ thuộc vào ý muốn của chính quyền chứ không dựa trên sự thật. Tô Lâm lên ngôi không lâu thì thiên tai ập đến. Sau thiên tai, cái mặt nạ nhà nước của dân, do dân và vì dân đã rớt xuống. Sự thật hiện lên là chính thể công an trị ra tay hăm hè đe dọa và xử lý nghiêm bất kỳ người dân nào dám nói lên sự thật. Nghĩa là họ công khai bịt miệng dân, bất chấp tình trạng nguy khốn, cũng như sự sống chết của người dân. Nhà nước Đảng Cộng sản vốn là nhà nước công an trị, tuy nhiên thời của Tô Lâm sẽ mạnh tay hơn thời của Nguyễn Phú Trọng. Tai họa này như cái vòng kim cô, siết chặt lên đầu người dân và đáng sợ hơn thiên tai gấp nhiều lần. Chưa chắc số người chết do thiên tai trong một năm bằng số người chết vì bị công an tra tấn trong trại tạm giam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tô Lâm vừa lên ngôi, bão tố tai họa ập đến với dân. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.